chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Ông Con và Cuộc Sống Việt Nam. Ok mọi người ơi, hôm nay em ăn cơm với mắm nha mọi người. Đây là mắm kho, em kho chung cá hú và thịt heo nha mọi người. Đây một mâm rau của em, mọi người biết rau gì không ạ? À? Đây là rau gì ta? Rau nhóc. Đó, rau nhóc nha mọi người. Rồi đây là ba khía. Và đặc biệt ăn mắm thì không thể thiếu cái này nha. Đây là gọi là bông súng nha mọi người. Rồi ok, trước kia em sẽ uống nước nha. Đây là bông súng lần đầu tiên mang sống nha. Anh thử coi sao. Mắm kho gì ăn ba? Ngon. Ngon. Đây, trước khi ăn em ủ sắc ướt quá trời. Sao cay cay ăn cho nó đã này. Tràn lên rồi đó. Này nấu nguyên chất nên không có bỏ màu gì hết. Đây là cà nâu. Được. Cái mùi thơm mùi mắm á. Cái này chắc rất ổn á. Đây là cá hú nha mọi người. Cắm thử cái bông súng nè. Được, ngon luôn rồi. Đây, chấm rau à. Rau nhóc. Rau này chỉ có mùa mưa là nhiều thôi. Cũng ok. Mà khía này tắm có vẻ hợp hơn. Ngon. Đây là thịt heo nè. Dưới leo vậy. Ngon quá trời. Rau này chỉ ở vùng nông thôn mới có nhiều hơn nhưng mà thành thị kiếm này ăn hơi cực nha. Chụp sạc luôn.
Quá cay. Cái tô mắt của em nhìn thấy hấp dẫn và cái nổ rau của em rất là ok. Mọi người cho em cái like và một lượt đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại.